Đây, cái bẫy của Tùng đang cái nữa nè. Ôi lúa ép nè cả nhà. Ui nặng lắm rồi cả nhà. Ui con gì đây. Trời ơi, đại ca. Đây, hôm nay Tùng sẽ đi thăm cái luồng bẫy này cả nhà ơi. Nay đi với anh Đồng, đứng kia. Đó, đi. Hai anh em sẽ thăm cái luồng bẫy đây nha. Cũng năm sáu cái gì đó cả nhà. Hy vọng thành quả hôm nay có dính nha. Tùng chờ con cái nè. Cả nhà để đi đặt lại nha. Thì trước khi đi thăm bẫy thì Tùng cũng không quên chúc cả nhà luôn nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ nha. Xem cái video của Tùng vui vẻ nha. Rồi để Tùng tắt máy đặt lại cả nhà. Tùng có con cái nè cả nhà. Để đem cái túi lưới với cái cày nè. Với một con ngựa này cả nhà. Cứ lớn á. Con ngựa nha. Ngựa này hả? Ngựa này 6 loạn. Rồi, có nó Tùng sẽ quay cho cả nhà xem đi. Rồi, cái này hồi đợt trước dính con hành nè. Biết giờ sao đây? Ui. Ơi nặng cả nhà ơi. Tù dính được con hành. Hành ba hành gì á. Đây được con hành nha. Ở đây có nhạc đám cưới nữa cả nhà, bắt lẹ đi cả nhà. Giờ còn cái nữa đâu rồi. Kia kìa. Cái này không gãy đâu. Đây này hả? Tù dính con ngựa khủng nữa cả nhà. Trời ơi con ngựa này nó khủng nữa nè. Trời ơi nó bự bích cái lọp luôn nha. Rồi giờ hai anh em sẽ tiến hành bắt nó cả nhà. Bắt hành trước đi. Bắt hành ra đi. Lấy cái túi nhỏ của hành. Ừ. Túi đó bắt ngựa. Trời ơi con ngựa này khủng quá cả nhà, con ngựa ký lô. Đóng đầu luôn ra. Bự lắm. Quá phơi. Hai cái hai con hai bên. Đây con hành. Đây là con hành hành ba. Con này ba gram mấy nha cả nhà. Ba lạng mấy gì đó. Rồi. Bắt xong sẽ có chuột đặt lại và mấy anh em sẽ đi tiếp nha. Cái Tùng có gà đang cái nè. Cái này gà đây là đón dện nha. Hy vọng có dính hay không đây. Số lúa thấy còn nguyên si vậy ta. Cả nhà tiếp tục đó kiến quá trời kiến giờ cùng qua đây thăm cái nữa cả nhà cái nữa như tùng gài đâu trong cái bờ đê bờ cỏ bờ lát gì đâu đây. Biết chỗ nào nữa. Gà không nhớ luôn. Trời ơi, chó gì nó bươi. Cái lồng ra luôn mà. Còn chuột luôn cái này. Gì? Còn chuột còn gì còn luôn. Đây. Cái bẫy của Tùng đang cái nữa nè. Ôi lúa ép nè cả nhà.
Ù nặng lắm rồi cả nhà. Ui, con gì đây? Trời ơi, đại ca, đại ca. Con đại ca cả nhà ơi. Cái gì? Hổ, hổ. Đây. Khúc đất. Kìa. Kiếm con đại ca này cả nhà. Đang cận luôn. Con này 6-7 lạng. Con này bự. Con này đầu bự nè, thấy không? À, đâu nó đầu bự nè. Nè cầm coi. Con này có 6 lạng, 7 lạng khỏe luôn á. 7 lạng. Ừ. Lồng này nó 2 lạng mấy à. Rồi. Để mình ngồi về luôn. Ừ. Đang bóng luôn cả nhà. Đang mung luôn nha. Con chuột đâu? Nuốt rồi. Rồi tiếp tục cả nhà. Tùng có đặt cái đây một cái. Lấy đồ đậy lại cả nhà. Ui. 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 Kiếm không? Chưa chuột chết thì thúi thúi vậy. Trời thiệt, chuột chích queo kiến quá trời kiến. Giờ cái bẫy này đi. Lấy cái cây ổn chuột ra. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục ở đây Tùng có cái bẫy nè cả nhà. Ngay cái bờ này gài là khá là im nha. Mấy cái này là chỉ có đón hũ dền hoặc là cái con này con kia nha. Im lắm cả nhà. À, hiểu luôn. Chuột con luôn cả nhà. Đặt lại. Đến với cái bẫy tiếp theo luôn. Thì cái bẫy này thì Tùng gài trong cái lá này nè cả nhà. Ngay đây là cái điểm bờ đê á, là để dành cho mấy con dền nó đi nha. Ui thấy có gì không? Thấy có giống lúa đẩy về trước mà mới có cái gì không? Nhẹ cả nhà. Con chuột, chuột của Tùng nó giả xác luôn. Chuột giả xác. Thay chuột, thay chuột. Đây có ông chủ nè, ông lấy giấy nọ đi. Nếu mà đặt lông con này. Ờ có bịch lúa nó trao dần trước nè. Ôi con gì đây? Con gì? Ôi con hành chả bá lửa luôn. Quá không? Ôi con hành chả bá luôn. À, bắt cá luôn. Sao nó nhắn chẻo mập mờ gì vậy? Ừ. Lấy cái túi hành luôn. Còn con chuột một á? Ừ. Đây con này con hành nhì nữa cái này. Hành này cũng như con hành nãy ha. Con này cũng như hành như con nãy. Chụp bá luôn. Ok, hai con. Hai con này 7-8 lạng. Thấy cũng nặng lắm ạ. Hành nhì hai con thì ok rồi nè. Có đó. Rồi, đây, hai con qua. Rồi, con qua bắt chuột vô. Rồi, con chuột hy sinh luôn rồi. Trời ơi. Tức thiệt chứ.
để đỡ đây đi nữa, bữa nào mai múc với cái mồi qua bỏ vô. Giờ anh cầm về đâu, đâu đặt thì đâu đâu. Này, lâu lắm rồi cả nhà, lâu dữ lắm. Không thấy chạy. Bữa nay nữa thôi là có. Nói chung ra cái gò này cái điểm rất là ngon nha. Ơi, gì đây? Cái gì mà nghe nặng nặng đây? Cái gì đây? Nặng nha. Trời ơi, dính hành. Nhỏ xíu hả ông nổi ơi. Dính con hành có chút béo. Chuột tha giác vô. Quất luôn con chuột mình luôn. Trời ơi, con hành. Vậy mà nó vô nó quất được con chuột. Chục mấy chí vậy. Còn chuột không? Quất chuột rồi. Xử lý đi. Dỡ lên dưới cây nặng nặng tưởng đâu con ký chứ. Vô cuộc là à, xíu. Con gã này lại. Làm gì? Có vụt thằng rồi, chỉ đâu rồi. Đóng. Bán luôn. Tôi kiếm ơi. Đồ bỏ vô kìa nha. Đây thì đại ca. Đó, đại ca nằm trong lòng nha. Đại ca đã đẹp canh. Đây. Nói chung ra sao kỳ vậy? Trời ơi, sao ngu. Ôi, cầm nè, cầm đi. Không có kinh nghiệm trọt mà. Chui tờ lưu một dưới. Như con đâu có nhỏ đâu, cầm chưa? Chậm. Ơ cầm cái máy như chị vậy. Ừ, xong. Chị này tiêu. Ê. Ừ. Chú giá nữa. Đó. Chú cho lại mày. Cục ngon ngon ạ. À. Được được chứ. Hôm nay đi xin có 3 hơn. Sao? Để cái lồng ở dưới để dưa chổi. Để động cái lồng. Nói chung là cái này gài gài cũng khá lâu rồi cả nhà. Mới được thôi nha. Này mới có con gì không? Rồi, còn chuột còn gì yên thinh luôn. Cho bịch lúa đồng ơi. Cho bịch lúa. Ừ, quăng cho bịch lúa ơi. Tiếp theo là cái bẫy của tụng gãi đây. Cái đợt vừa rồi thì anh Quý thăm thì dính được con hà thành nhất. Giờ tụng thăm rồi có con gì không? Sao nhiều hiệu quá trời? Sao nó lật nữa rồi? Bẫy chi nhá nó lật không hả ta? Ờ cái gãi hôm. Đưa lúa đâu đây. Hôm nay kết thúc cái chuyến thăm bẫy rắn thì tụng được 3 con hành nè cả nhà. Đây 3 con rắn hổ hành nha, 3 con hành nhì với được hai ổ bánh mì thịt bự nữa nè, hai ổ mì thịt chà bá lửa luôn đó, đã không hành chà bá luôn, phần bánh mì thịt lửa nè. Cái này trắng trẻo mập mập nạt không? Theo cô Ba Đông nói là mập mập. Trắng trẻo mập mập. Với được một anh đại ca. Đây, anh đại ca nằm trong đây. Tối quá trong phía đường. Để tùng đổ xuống kim đít dưới này. Cho cả nhà cùng xem nha. Đây. Anh đại ca. Tròn o, tròn o. Đó. Quá im luôn nha.
phanh lại vậy. Nó phanh tròn lại à. Vô trống ra còn có ba lấy cái con dao dọc bao ra. Đó. Thì bây giờ Tùng xin kết thúc cái video luôn nha. Hẹn cái cả nhà cái video tiếp theo. Thì cả nhà xem thấy hay thì ủng hộ cho Tùng nha. Cho Tùng xin một đăng ký cả nhà để có động lực ra video gửi cho nhà xem nha. Rồi, nhà máy bay xin hẹn cả nhà cái clip tiếp theo. Ủa, ổng đâu rồi? Quá im luôn. Bỏ nó làm tấm hình nè các bạn. Thôi. Nè, bỏ nó không có cầm tay luôn. Cầm cái kia kìa. Cầm bự ngang á. Thấy không? Bự ngang vậy đó. Ngồi xuống đi, ngồi xuống thấy lấy mặt luôn. Trời ơi. Rồi rồi. Đó. Alo. Xích lên, gỡ xích lên. À, ở đây có hai con rắn một